chơi câu đậu phòng. Không biết chả sao chơi vậy. Chứ lỡ là cô dâu thì làm sao không nào cô dâu mình à, đúng đúng. Đúng chán dạ yêu cầu hát bài biển. Hồi nãy tôi nói đâu có sai, cưới về ai làm chồng. Cẩm Diệu bắt tận tay Mạnh Quỳnh đang âu yếm Phi Nhung, cộng đồng mạng giận dữ. Mạnh Quỳnh cho biết kể từ khi ca sĩ Phi Nhung mất, người hâm mộ cô dành nhiều tình cảm cho anh, nhưng cũng có lúc đẩy anh vào tình huống tồi tệ. Chia sẻ với phóng viên, ca sĩ Mạnh Quỳnh khẳng định anh đã lặng thinh một năm nay kể từ ngày ca sĩ Phi Nhung qua đời. Tuy nhiên anh càng im lặng, nhiều người lại càng lầm tới, chửi bới anh thậm tệ. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cho biết khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, anh cũng thấy đau khổ mất mát bởi Phi Nhung không chỉ là người song ca ngí trên sân khấu mà còn là bạn rất thân trong cuộc sống. Anh cũng hiểu tình cảm và cả mất mát của nhiều khán giả, những người yêu mến Phi Nhung khi cô qua đời. Sau đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận được nhiều lời đề nghị song ca với các giọng ca nữ khác. Tuy nhiên, anh song ca với bất cứ ai, anh và cả ca sĩ đó đều trở thành đề tài bị chỉ trích. Tình trạng này đã diễn ra liên tục, ban đầu anh cũng chọn cách im lặng vì cho rằng nếu mình không quan tâm thì chỉ một thời gian sau, nói chán người ta sẽ không nói nữa. Tuy nhiên đến nay tình trạng đó vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi cũng như gia đình. Người thân hỏi tôi sao xưa giờ làm nghề không có điều tiếng gì mà nay lại nhiều thị phi đến vậy, bản thân tôi cũng không hiểu tại sao. Bên cạnh đó, Mạnh Quỳnh cho biết khi Phi Nhung qua đời, còn một số việc chưa hoàn thành như xây trường Việt ngữ ở Mỹ, giúp chùa và hướng dẫn cho hai con nuôi theo nghề hát là Thiên Ngân và Tuyết Nhung. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nguyện vọng của Nhung, tôi cũng muốn nói rõ tôi sẽ giúp Nhung hỗ trợ các con nuôi của cô ấy theo khả năng, chứ không phải thay cô ấy chăm sóc cho các bé. Tôi cũng có gia đình và cuộc sống của mình, tôi chỉ làm được đến đâu tốt đến đấy mà thôi. Nhiều người buộc tôi phải thay Nhung chăm lo cho các con của cô ấy. Tôi nói thật tôi không làm được, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp các bé trong điều kiện của mình nếu các bé cần, ca sĩ Mạnh Quỳnh khẳng định.